xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. MV Việt Nam Tôi của Chắc và Casey được khen gây sốt cộng đồng mạng. Tối 29 tháng 11, Chắc và Casey ra mắt MV Việt Nam Tôi sau thành công của loạt MV chịu lượt xem như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió và Em Gì Ơi. Chưa đầy 24 giờ ra mắt, MV mới của Chắc và Casey gây sốt mạng xã hội khi giữ vị trí top 1 trending YouTube với gần 4 triệu lượt xem. Thành tích này tiếp tục chứng minh bộ đôi ca sĩ, nhạc sĩ là những gương mặt trẻ đang được yêu thích ở thời điểm hiện tại. Cảnh MV đẹp quá, quay bắt mắt và bài này nghe vui tai. MV quá đẹp, cảm ơn hai bạn đưa hình ảnh Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc của mình. Việt Nam đẹp quá, làm MV như thế này nhiều vào nhé, là những bình luận của cư dân mạng. Việt Nam Tôi là sáng tác tiếp theo của Chắc, được anh hoàn thành giai điệu cũng như ca từ trong một chuyến lưu diễn dài. Suốt khoảng thời gian đó, Chắc cảm nhận được những văn hóa biểu trưng của mỗi nơi, vô tình trở thành cảm xúc đặc biệt để anh chấp bút nên ca khúc này. Vẫn những giai điệu và cách luyến lấy một mạc, nhưng lần này Casey không đưa chất nhạc EDM vào sáng tác của Chắc nên mang đến cảm giác mới lạ cho khán giả. Được biết MV Việt Nam Tôi quay hình trong 7 ngày với khoảng đường 4.551 km, đi qua nhiều thắng cảnh đẹp của Việt Nam ở vùng đồi núi phía Bắc hay miền Trung Tây Nguyên. Thông qua những góc máy quay sống động, khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú với những khung cảnh thiên nhiên hùng tráng của Việt Nam. Ngoài ra MV cũng có sự góp mặt của những cái tên như bé Trấn Quốc, Á Quân giọng hát Việt nhí Trung Lương, chàng trai Hà Thành với khả năng đánh đàn Nguyệt Thiên Bẩm, từng gây sốt tại Việt Nam Got Talent 2016. Chắc tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997 và từng hoạt động trong một nhóm hip hop. Trước khi bước chân vào showbiz Việt, anh chàng sinh năm 1999, Casey, tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, được cô ấy gọi là Thánh Chơi Đàn, sau khi gây sốt mạng xã hội vào cuối năm 2016. Chỉ khoảng một thời gian ngắn, Chắc và Casey đã trở thành những cái tên được khán giả yêu thích. Từ Hồng Nhan, Bạc Phận đến Sóng Gió, Chắc và Casey đều thu về lượt xem ấn tượng, cũng như có vị trí cao trên top trending YouTube.